Thiện hiện đáp, tuy có chứng đắc có hiện quán, nhưng không do hai pháp này mà chứng, chỉ tùy theo thế gian mà nói hay trình bày có chứng đắc có hiện quán, chứ chẳng phải trong thắng nghĩa mà có chứng đắc có hiện quán. Tùy theo thế gian mà nói hay trình bày có dự lưu quả dự lưu, nói rộng cho đến có chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, có quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chứ chẳng phải trong thắng nghĩa mà có những điều như vậy. Xá lợi tử, nếu tùy theo thế gian mà nói hay trình bày có chứng đắc có hiện quán và dự lưu vân vân, chứ chẳng phải trong thắng nghĩa mà có những điều như vậy, thì sáu đường sai khác cũng tùy theo thế gian mà nói hay trình bày chẳng phải là thắng nghĩa ư? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Vì sao? Vì không phải chấp thắng nghĩa mà có phiền não nghiệp chướng quả dị thục, hoặc pháp sanh, pháp diệt, pháp nhiễm, pháp tịch. Xá lợi tử lại hỏi cụ thọ Thiện hiện, ý tôn giả thế nào? Chẳng lẽ vì chấp thuận pháp chưa sanh cho là sanh, hay vì chấp thuận pháp đã sanh cho là sanh ư? Thiện hiện đáp, tôi không chấp thuận pháp chưa sanh cho là sanh, cũng không chấp thuận pháp đã sanh cho là sanh. Xá lợi tử hỏi, những pháp nào chưa sanh mà không chấp thuận pháp đó là sanh? Thiện hiện đáp, sắc cho đến thức là pháp chưa sanh, tôi không chấp thuận pháp đó là sanh. Vì sao? Vì tự tánh nó không. Như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là pháp chưa sanh, tôi cũng không chấp thuận pháp đó là sanh. Vì sao? Vì tự tánh không. Xá lợi tử hỏi, những pháp nào đã sanh mà không chấp thuận pháp đó là sanh? Thiện hiện đáp, sắc cho đến thức là pháp đã sanh, tôi không chấp thuận pháp đó là sanh. Vì sao? Vì tự tánh nó không. Như vậy cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật là pháp đã sanh, tôi không chấp thuận pháp đó là sanh. Vì sao? Vì tự tánh không. Xá lợi tử lại hỏi, ý tôn giả thế nào? Vì chấp thuận pháp sanh là sanh, hay vì chấp thuận pháp bất sanh là sanh? Thiện hiện đáp, tôi không chấp thuận pháp sanh là sanh, cũng không chấp thuận pháp bất sanh là sanh. Vì sao? Vì sanh cùng với bất sanh, hai pháp như vậy, chẳng hợp chẳng tan, vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng gọi là vô tướng. Do ý nghĩa như thế, nên tôi không chấp thuận pháp sanh là sanh, cũng không chấp thuận pháp bất sanh là sanh. Xá lợi tử hỏi, theo lời tôn giả nói, vậy pháp vô sanh là trình bày cụ thể tướng vô sanh phải không? Thiện hiện đáp, theo tôi thì pháp vô sanh cũng không thể trình bày cụ thể về tướng vô sanh. Vì sao? Vì pháp vô sanh, tướng vô sanh hoặc sự trình bày cụ thể, tất cả như thế đều chẳng hợp chẳng tan, vô sắc vô kiến vô đối nhất tướng gọi là vô tướng, không thể nói rốt ráo. Xá lợi tử hỏi, đối với pháp vô sanh mà có ngôn ngữ vô sanh, vậy ngôn ngữ vô sanh này cũng vô sanh hay sao? Thiện hiện đáp, đúng vậy, đúng vậy. Đối với pháp vô sanh mà có ngôn ngữ vô sanh, thì ngôn ngữ pháp này và ngôn ngữ đều nghĩa vô sanh. Vì sao? Vì sắc cho đến thức, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Nhãn xứ cho đến ý xứ, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Sắc xứ cho đến pháp xứ, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Nhãn giới cho đến ý giới, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Sắc giới cho đến pháp giới, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Nhãn xúc cho đến ý xúc, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Địa giới cho đến thức giới, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Vô minh cho đến lão tử, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Thân khẩu ý hành, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tất cả vô sanh. Vì sao? Vì bản tánh không. Xá lợi tử, do nghĩa như vậy nên đối với pháp vô sanh mà có ngôn ngữ vô sanh, pháp này và ngôn ngữ này đều nghĩa vô sanh. Xá lợi tử, pháp được thuyết, lời thuyết pháp, người thuyết, người nghe đều nghĩa vô sanh.
Vì sao? Vì bản tánh tất cả pháp đều không, trong không đó không có nghĩa phát sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử khen ngợi Thiện Hiện Tôn giả là bậc đệ nhất trong những người thuyết pháp, trừ Đức Thế Tôn không ai sánh bằng. Vì sao? Vì Tôn giả tùy theo từng câu hỏi của mỗi pháp môn mà đối đáp một cách thông suốt, không bị trở ngại. Thiện Hiện đáp: là đệ tử Phật thì đối với tất cả pháp không để vướng mắc và chấp trước, các pháp tự nhiên đều tùy theo sự gạn hỏi mà đối đáp một cách tự tại vô ngại. Vì sao? Vì tất cả pháp hoàn toàn không chỗ ý cứng. Xá Lợi Tử hỏi: vì sao các pháp hoàn toàn không chỗ ý cứng? Thiện Hiện đáp: vì sắc cho đến thức bản tánh không, không dựa bên trong, không dựa bên ngoài, không dựa ở giữa hai bên. Như vậy cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, bản tánh không, không dựa bên trong, không dựa bên ngoài, không dựa ở giữa hai bên. Xá Lợi Tử, do nghĩa này nên tôi nói, các pháp hoàn toàn không chỗ ý cứ. Xá Lợi Tử, khi các đại Bồ Tát tu hành sáu pháp Ba La Mật Đa, thì sắc phải thanh tịnh, thọ tưởng hành thức phải thanh tịnh, như vậy cho đến trí nhất thiết phải thanh tịnh, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng phải thanh tịnh, đạo bồ đề cũng phải thanh tịnh. Xá Lợi Tử lại hỏi: vì sao đại bồ tát khi tu hành sáu pháp ba la mật đa, đạo bồ đề phải nên thanh tịnh? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, mỗi thứ đều có hai loại là thế gian và xuất thế gian. Xá Lợi Tử hỏi: sao gọi là bố thí ba la mật đa thế gian? Sao gọi là bố thí ba la mật đa xuất thế gian? Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, đại bồ tát là vị thí chủ lớn, có thể bố thí cho tất cả sa môn bà la môn, người nghèo khổ bệnh hoạn, cô đơn lỡ đường, người đi xin áo quần, thức ăn nước uống và những vật cần dùng khác, hoặc có đến